Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Cửu Quỷ Bát Mã Đao của tác giả Vương Triệu Anh, phần thứ 8, hồi thứ 10, bí mật hé mở phần tiếp theo. Đúng ra thì Trương Hải Thanh đã phát hiện ra tiếng động ở bên ngoài do Văn Chí Hồng vô tình gây ra, nhưng lão đang mải thao thao bất tuyệt kể cho Tiểu Thúy nghe nên không để ý tới. Lại nói sau khi thiêu xác của Chu Minh Nguyệt, lẽ ra tính mạng của ngươi và gã Văn Chí Hồng cũng chẳng còn đến ngày nay. Xong lúc đó ta bỗng nghĩ ra một ý, bởi vì sau nhiều ngày tháng nghiền ngẫm cuốn bí kíp võ công Cửu Quỷ Bát Mã Đao, ta nhận thấy rằng muốn lãnh hội được công phu này thật không phải đơn giản một sớm một chiều. Không những ngôn từ bí ẩn khó hiểu, võ công lại kỳ quái vô cùng, nên hẳn là phải mất rất nhiều thời gian. Mà như ngươi biết rồi đó, thời gian càng lâu thì lại càng nguy hiểm. Tin đồn vợ chồng Văn Thành Long có trong tay cuốn bí phổ Cửu Quỷ Bát Mã Đao mà lại bị sát hại ngay gần Tây Kinh Tiêu Cục đã bắt đầu lan truyền. Điều đó có nghĩa là ta, tức Trương Hải Thanh này, cũng bị giới võ lâm để ý đến. Chính vì lý do đó mà các ngươi thoát chết. Ha ha ha, chứ không phải lòng tốt của ta đâu. Trương Hải Thanh kể đến đó, lão lại bật lên một tràng cười khoái chí. Lão nói tiếp: ha ha ha, vì vậy ta cho một người thân tín đem ngươi đi giấu một nơi, còn gã Văn Chí Hồng thì ta nuôi như con ở tiêu cục. Ta biết rằng không chóng thì chảy quần hùng sẽ kéo tới hỏi ta về cuốn bí phổ. Thời gian trôi qua đúng như ta đã dự đoán trước. Hôm đó 4 người đến Tây Kinh Tiêu Cục nhân dịp lễ mừng thọ của ta, nhưng họ đến không phải là để mừng ta mà để hỏi ta về cuốn bí phổ. 4 người đó là tứ đại trưởng môn, mà người đứng đầu là Từ Huyền đại sư. Thực ra việc tứ đại trưởng môn xuất hiện ở Tây Kinh Tiêu Cục ta đã có chủ ý từ trước. Họ làm như việc ta cầm cuốn bí phổ họ đã biết từ lâu rồi, nhưng khi Từ Huyền đại sư hỏi ta vẫn không chịu nhận. Và thế là một cuộc tỷ đấu xảy ra, ta cùng với Mã Xuân Phong là trưởng môn phái Không Động bắt đầu động thổ. Trương Hải Thanh ngừng lại ra vẻ đắc ý, vì tất cả mọi sự kiện lão tiên liệu được trước. Lão nói tiếp: âm mưu của tứ đại trưởng môn thật quá tầm thường, qua mắt ta sao nổi. Làm gì mà Trương Hải Thanh này không biết bọn chúng chỉ dình một sơ hở của ta để phăng ra nguồn gốc võ công ta đang sử dụng. Chính vì thế mà Mã Xuân Phong tỷ đấu rất hăng hái. Không những thế, lão còn thi triển rất nhiều tuyệt chiêu của bổn phái để buộc ta phải dùng hết sức bình sinh ra chống đỡ. Không thể che giấu được, nhưng bọn chúng đã lầm. Lúc bây giờ võ công của ta so với Mã Xuân Phong thì y làm sao mà địch nổi ta. Ngay cả Từ Huyền đại sư, người đứng đầu võ lâm chính phái, muốn thắng được ta cũng không phải dễ dàng. Nhưng ta đâu có ngu dại gì mà để cho chúng biết được. Trên giang hồ thường đồn đại Trương Hải Thanh nổi danh nhờ Diêm Vương Quyển, thật là tức cười. Diêm Vương Quyển là thứ võ công múa may cho vui chứ đâu có tác dụng gì. Kết quả cuộc tỷ đấu thật rõ ràng, ta thua. Ta nhìn thấy gương mặt Từ Huyền đại sư lộ vẻ thất vọng, nhưng dù sao đánh lừa được họ đâu có phải dễ dàng. Sau đó tứ đại trưởng môn ra về hẹn ta một thời gian sau sẽ trở lại, nhưng ta biết chắc bọn họ chưa chịu tin lời ta mà sẽ quay trở lại rình rập. Quả đúng như ta dự đoán, là ta và bị thọ thương ngồi trong thư phòng, xong tập trung thính lực nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau đó ta và bước ra sân thổ một búng máu tươi, và đã nhanh chóng nhìn thấy trên nóc nhà thấp thoáng có bóng người. Ta yên chí mưu kế sẽ thành công, bèn cho gọi Văn Chí Hồng đến. Trước đó ta đã ngầm tìm kiếm một tên có nghệ họa sư, sai y bắt chước mẫu tợ trong cuốn bí phổ rồi làm giả một cuốn khác. Trong cuốn bí phổ này ngoài một số chiêu thức hay khẩu quyết luyện công có thật, là nghiên cứu thêm vào những chiêu thức giả, những khẩu quyết giả của tà phái, nhằm làm cho bất cứ kẻ nào tập luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà trở thành điên khổng. Ta gọi Văn Chí Hồng vào, dựng nên câu chuyện về mẫu thân y, trao cho y một chiếc hộp trong đó có cuốn bí phổ. Lúc đó y đã lớn đủ để âm mưu của ta thành công. Ta kể cho y nghe bằng một giọng lâm ly đến mức ngay cả ta cũng tưởng rằng câu chuyện đó là thật. Như vậy thử hỏi Từ Huyền đại sư không mắc lừa sao được. Khi Văn Chí Hồng cầm được cuốn bí phổ trong tay rồi thì 4 lão trưởng môn nhất loạt nhảy từ trên nóc nhà xuống. Bọn chúng hí hửng đã bắt quả tang lúc ta đang trao bí phổ cho Văn Chí Hồng, bởi xét cho cùng Cửu Quỷ Bát Mã Đao chính là võ công bí truyền của phái Thiếu Lâm. Sau đó Từ Huyền đại sư buộc ta trao trả lại cuốn sách. Sợ việc này ta đã tiên liệu rồi, ngay cho ta ngồi có một cửa sổ thông ra khu rừng rất là rậm rạp. Nếu là vào lúc tối trời thì thật khó mà nhìn được, rồi chỉ là một vật cách có nửa thước. Thế rồi trong lúc Từ Huyền đại sư chuẩn bị cầm được bí phổ, ta bất ngờ đẩy Văn Chí Hồng vọt qua cửa sổ. Lập tức 4 lão trưởng môn nhảy ra rượt theo. Nhưng người hiểu đó, Chỉ đứng cách nhau có nửa thước mà không nhìn thấy thì làm sao giật bắt các Văn Chí Hồng cho được. Như thế âm mưu của ta đã thành công. Gần đây mọi sự chú ý của Võ Lâm sẽ chỉ tập trung vào Văn Chí Hồng, vì không phải ai khác mà chính tứ đại trưởng môn đã mục kích nhìn thấy gã tay cầm cuốn bí phổ chạy trốn vào rừng. Không riêng gì bọn danh môn chính phái mà tất cả bọn tà ma ngoại đạo đều tìm kiếm y. Còn lão già vô dụng này còn ai để ý tới làm gì nữa. Ta yên tâm phần nào, nhưng còn một vấn đề nan giải nữa. Luyện được môn võ công này đâu phải dễ, không những thế lại còn có nguy cơ bỏ mạng vì luyện sai. Vì những lời lẽ trong kỳ thư rất khó hiểu. Cái rắc rối nhất là phải luyện được Cửu Ma Thần Công thì mới đủ nội lực để tập đến trưởng pháp, đao pháp. Phần nói về cách phóng ngoại khí ứng dụng trong giao đấu thì ta giữ lại, còn phần luyện công thì ta đưa cho ngươi. Hẳn là ngươi cũng chưa đoán ra lý do tại sao ta lại làm như thế phải không? Ngươi sẽ thay ta làm vật thí nghiệm. Nếu ngươi tập thành công thì chẳng lẽ với gia gia của ngươi, ngươi lại nỡ giấu giếm sao? Còn nếu ngươi tập sai có điên khùng hay bỏ mạng thì với ta cũng chẳng thiệt hại gì. Ha ha ha. Kết quả là ngươi mặt mũi bị biến dạng, trông thật là khủng khiếp. Nhưng không chết nào may vì ngươi chỉ luyện sai có một phần nhỏ thôi. Cuối cùng thì ngươi cũng đã tìm ra sơ sót ấy, và ta đã luyện thành công theo cách thức của ngươi. Nhưng không hiểu tại sao lúc đấu với Từ Huyền đại sư, lúc vận công đến cực độ chót, đột nhiên ta lại bị nội thương rất trầm trọng. Nói đến đó Trương Hải Thanh bỗng bật lên một tràng tiếng ho khổ khổ. Nó ho sặc sụa một lúc mới ngớt, rồi nhìn Tiểu Thúy khẽ nói: lẽ ra ta còn tiếp tục lợi dụng ngươi, song ngươi đã phạm hai tội nặng. Tội thứ nhất dám khống chế Trương đà chủ để thả quần hùng, trong đó có tiên Văn Chí Hồng. Thế này xem ra lúc này võ công không phải tầm thường, là một mối nguy cho Cửu Trùng Môn. Tội thứ hai, người đã cả gan đưa Cửu Ma Thần Công cho Văn Chí Hồng tập, nhờ thế mà võ công của y mới tăng tiến như vậy. Tiểu Thúy, ngươi còn gì để nói không? Cái chết đối với ta chẳng có gì đáng sợ, Tiểu Thúy bình thản đáp. Ta dù chưa giết được ngươi, song bản thân ta cũng được an ủi phần nào, vì trước khi chết ta đã biết được rõ chân tướng của ngươi là kẻ như thế nào. Ta muốn hỏi ngươi một điều nữa, ngươi đã đi rồi tại sao lại biết ta khống chế Trương Nhược Lâm để giải thoát Cần Hồng? Ngươi thật ngu hết sức, có vậy mà đoán không ra. Chính Trương Tử Thành đã báo cho ta đó, nhờ thế mới kịp thời trừng trị tên phản đồ là ngươi. Ha ha ha. Lần này ta sẽ phong cho gã lên làm phó đà chủ. Nói láo, Tiểu Thúy hét lên. Tiếng hét của cô vừa dứt, cánh cửa bỗng mở tung, Văn Chí Hồng và Kim Yến nhảy vào. Diễn biến này thật là đột ngột, song không làm cho Trương Hải Thanh bối rối. Lão vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực rồi nhẹ nhàng hỏi: ngươi là Văn Chí Hồng đó phải không? Phải. Văn Chí Hồng nổi giận đáp. Gã lấy tay chùi tất cả chất thuốc hóa trang trên mặt đi để lộ gương mặt thật của mình. Trương Hải Thanh nheo nheo cặp mắt rồi hỏi: thế còn tên phu kiệu này là ai giả trang vậy? Hồi nãy lúc y dùng khinh công đi trên thân cây qua vực, ta thấy võ công của y thật đáng sợ. Trần Kim Yến thấy trong lòng dâng lên sự căm hận khôn tả. Hồi nãy Văn Chí Hồng có nói với cô Trương Hải Thanh chính là sư thúc của Thanh Bảo lão nhân, sư phụ của cô. Đây chính là một dịp may để cô trả thù cho sư phụ. Nghĩ như thế, Kim Yến biển đáp. Khen cho lão ma đầu có cặp mắt tinh tưởng. Ta là Kim Yến, con gái của trưởng môn phái Hồng hoặc là Trần Gia Kính. Vậy ra cô nương là ái nữ của Trần trưởng môn. Trương Hải Thanh nói đầy vẻ châm chọc. Nhưng theo lão phu nhận xét thì võ công của cô nương lại còn cao hơn cả Trần trưởng môn thì phải. Việc đó có vẻ như là vô lý. Không hiểu sư phụ của cô nương là ai vậy? Sư phụ của ta ư? Trần Kim Yến nói giọng ranh lại. Ngươi nói rất đúng, tên ác ma kia, sư phụ của ta chính là kẻ thù không đội trời chung với ngươi đấy. Lão phu có rất nhiều kẻ thù. Trương Hải Thanh nhếch mép. Mà kẻ thù nào cũng thể không đội trời chung với lão phu cả. Cô nương có thể nói rõ hơn được không? Được, ngươi hãy vảnh tai lên mà nghe. Sư phụ ta là Thanh Bảo lão nhân. Trương Hải Thanh gần như không giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu nữa. Nó trợn tròn cặp mắt lên hỏi: Thanh Bảo lão nhân và Diệp Nhị Nương? Đúng vậy đấy. Hôm nay ta sẽ thay mặt sư phụ để trả thù tội ngươi đã gây ra năm xưa. Tội ư? Ha ha ha. Lão phu có tội gì đâu nhỉ? Ngươi không có tội. Vậy ta thử hỏi vết bầm trên ngực trái của ngươi là dấu tích gì vậy? Gương mặt Trương Hải Thanh bỗng trở nên tàn ác. Trần Kim Yến đã nhắc tới một câu chuyện nhục nhã của lão năm xưa, đêm tân hôn của Thanh Bảo lão nhân và Diệp Nhị Nương. Trương Hải Thanh đã lẻn vào phòng của Diệp Nhị Nương, toan tính chuyện này hoa ép nguyệt thì bất ngờ bị trúng xuyên vân chỉ của Diệp Nhị Nương, suýt bỏ mạng. Nếu Thanh Bảo lão nhân không trở về kịp thì Trương Hải Thanh đã hoàn thành được tội ác. Chuyện đó đã qua lâu rồi, song mỗi khi nghĩ lại Trương Hải Thanh lại căm tức vô cùng. Nghe Trần Kim Yến nhắc lại câu chuyện xưa, Trương Hải Thanh vô cùng căm tức. Lão gằn giọng nói: Được lắm, Trương Hải Thanh này vốn không bao giờ động thổ với lũ hậu bối. Xong ngươi đã tình nguyện chết thay cho sư phụ của mình thì ta sẵn sàng cho ngươi được toại nguyện. Trương Hải Thanh, Văn Chí Hồng lên tiếng. Ngươi tuy có công nuôi dưỡng ta nhưng hôm nay chính tai ta nghe thấy tội ác tày trời của ngươi đã gây ra cho biết bao người. Kể từ lúc này ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gì để nói nữa. Khá lắm, khá lắm. Trương Hải Thanh bật lên tiếng khen. Nhưng dù sao ngươi cũng là con nuôi của ta trước đây, nên ta muốn ban cho ngươi một đặc ân cuối cùng. Hôm nay ta không muốn động thổ cùng các ngươi còn có cơ hội để sống thêm một thời gian nữa. Trương Hải Thanh nói câu này thật ra lão chẳng phải tốt bụng gì đối với Văn Chí Hồng. Lão không muốn động thổ chẳng qua là tuy bề ngoài của Trương Hải Thanh có vẻ ông dung, song thật ra lão đã bị nội thương rất trầm trọng lúc giao đấu với Tử Huyền đại sư. Trương Hải Thanh, Trần Kim Yến nói, đừng có nói nhiều lời nữa, hôm nay chúng ta quyết lấy mạng ngươi. Soạt một tiếng, Kim Yến đã rút cây trường kiếm sau lưng ra. Văn Chí Hồng cũng đao lăm năm trong tay. Tiểu Thúy la lớn, đại huynh cùng Kim Yến cô nương phải cẩn thận đấy, lão ta lại hại lắm. Kim Yến hoa gươm lên thành một vòng tròn theo thủ pháp của vô cực kiếm, rồi nhằm bả vai Trương Hải Thanh đâm tới. Đây là một tuyệt kỹ trong Phi Long kiếm pháp mà Thanh Bảo lão nhân đã truyền thụ cho cô, có tên gọi là Nhập Hải Cầu Châu. Kiếm khí rít lên vồ vồ. Văn Chí Hồng cũng vung đao chém vào ngang người của Trương Hải Thanh, khí thế vô cùng dũng mãnh. Trương Hải Thanh cũng phải bật lên tiếng khen, nó không dám quay thường phải lùi lại một bước để tránh. Toàn tính cách phản công thì mũi kiếm của Kim Yến đã đâm chích lên vào cổ họng gã, đồng thời thanh đao của Văn Chí Hồng cũng đưa ngược lên. Phi Long kiếm pháp của Thanh Bảo lão nhân có điểm đặc biệt so với kiếm pháp của các môn phái khác, đó là công phu biến hóa không ngừng, hơn nữa bộ pháp vô cùng linh động. Lúc còn ở trong tuyệt cốc, Thanh Bảo lão nhân đã bỏ công quan sát hàng năm trời cuộc chiến giữa con bọ ngựa và một con rế rừng khổng lồ. Tổ con bọ ngựa và nơi ở của con rế rừng rất gần nhau, gần như ngày nào cũng thế, hai con lại gặp nhau tỷ đấu dữ dội suốt một năm trời. Lần nào con bọ ngựa cũng thắng và cuối cùng nó dùng đôi gươm để những răng cửa lổm chổm của mình chém đứt đầu đối thủ. Trong quá trình quan sát như thế, Thanh Bảo lão nhân nhận thấy trong lúc chiến đấu đôi chân sau của con bọ ngựa rất là linh hoạt, luôn luôn nhún lên nhún xuống nhịp nhàng linh động. Chính vì thế mà nó luôn tránh được cú đánh của đối phương, nhưng đồng thời đòn đánh ra của nó cũng nhanh và mạnh không thể tả, đối phương khó lòng tránh kịp. Nhờ thế Thanh Bảo lão nhân đã biến đổi kiếm pháp của mình theo lối đánh của con bọ ngựa. Lẽ ra ông phải đặt tên kiếm pháp này là Đường Lang Kiếm. Song Thanh Bảo lão nhân thấy sau mỗi lần chiến thắng, con bọ ngựa thường giơ hai chân gươm của nó lên trời như hoan hỉ với thắng lợi, nên Thanh Bảo lão nhân đặt tên kiếm pháp của mình là Phi Long Kiếm. Còn đao pháp của Văn Chí Hồng thì tuy gã chưa quen sử dụng đao nhưng không phải là kém phần lợi hại. Gã thấy có vũ khí nên lúc khống chế Trương Tử Thành, Văn Chí Hồng đã lấy thanh đao của y đem theo. Gã bèn theo phép biến thế đao trung hữu kiếm, kiếm trung hữu đao ra sử dụng, nên nhớ rằng kiếm pháp của Lâm Ngữ Đường cũng vào loại bậc nhất thời bấy giờ. Trương Hải Thanh vô cùng lúng túng, chỉ có hai chiêu mà lão đã lâm vào thế hạ phong. Lão không ngờ kiếm pháp của hai gã hậu bối này lại cao siêu đến vậy. Kình lực cũng không phải tầm thường, gươm chưa tới mà kiếm phong đã rít kêu vồ vồ. Thoạt đầu Trương Hải Thanh chỉ định dùng thân pháp thượng thừa của lão để né tránh, vì lão không có khí giới trên tay, nhưng chỉ hai chiêu lão đã hiểu ngay rằng đối thủ của lão không phải tầm thường. Trương Hải Thanh buộc phải lùi lại một bước nữa, rồi với tay ra đằng sau rút thanh gươm treo trên tường. Có kiếm trong tay, Trương Hải Thanh vững bụng hơn, lão bèn trổ hết sức bình sinh huy động thanh trường kiếm tạo thành một ánh hào quang bao bọc lấy Trần Kim Yến và Văn Chí Hồng. Công phu này có tên gọi là Vô Ảnh Kiếm, một công phu thượng thừa. Hai bên giao đấu được gần 30 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Tuy Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến có chiếm phần ưu thế hơn, nhưng vẫn chưa đâm trúng được vào người Trương Hải Thanh một mũi kiếm nào cả. Ngược lại, bả vai của Trần Kim Yến còn bị trúng một đường gươm của Trương Hải Thanh sứt nhẹ qua vai, còn Văn Chí Hồng cũng bị một mũi ở tay. Trương Hải Thanh bắt đầu thấy thấm mệt, lão đã cố gắng đến kiệt sức rồi. Tuy nhiên lão là một đại cao thủ nên rất khó mà phát giác ra được điều đó, nhất là đối với Trần Kim Yến và Văn Chí Hồng. Tuy võ công vào loại chắc tuyệt, song kinh nghiệm trong lúc động thủ hay còn non nớt. Lợi dụng nhược điểm đó, Trương Hải Thanh làm bộ ung dung rồi cười nói: "Ha ha ha, hai đứa ngu xuẩn kia ngoan ngoãn bỏ gươm sống, lão phu sẽ tha tội cho. Nếu cứ tiếp tục chống cự sẽ nếm mùi đau khổ đấy." Lão nói xong nhảy sang bên kia tả tránh đường gươm của Trần Kim Yến đâm tới, rồi ra chiêu Nguyệt Quang Vô Ảnh đâm vào bụng Văn Chí Hồng. Nguyệt Quang Vô Ảnh là tuyệt chiêu thứ 6 của Vô Ảnh Kiếm nên vô cùng lợi hại. Nó lợi hại ở chỗ chính trong lúc tưởng chừng như không thể tấn công đối phương được thì đối phương lại bị tấn công một cách nguy hiểm nhất. Trong mọi lần tỷ đấu, Trương Hải Thanh rất ít khi phải sử dụng kỳ chiêu này, bởi mỗi khi lão sử dụng chưa một người nào thoát khỏi mũi gươm của lão cả. Văn Chí Hồng cứ yên trí rằng Trương Hải Thanh khó mà đỡ nổi đường gươm của Trần Kim Yến, hoặc cái dao lão cũng phải nhảy lùi lại để thoát thân. Song diễn biến lại hoàn toàn bất ngờ, chính gã lại là người tự lâm vào thế nguy hiểm nhất. Văn Chí Hồng chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy mũi gươm của Trương Hải Thanh như ma quỷ đột nhiên xuất chiêu ngay bụng mình. Không còn cách nào đỡ nổi nữa, ngay cả Trần Kim Yến cũng đành bó tay không cứu nguy được. Thủ đoạn ra chiêu của Trương Hải Thanh thật là tài tình. Chính trong giây phút hiểm nghèo đó, Văn Chí Hồng bỗng nhớ tới Mê Tông Bộ Pháp. Trước đây Văn Chí Hồng vẫn đinh ninh rằng Mê Tông Bộ Pháp chỉ áp dụng cho việc thi đấu quyền trưởng chứ không áp dụng cho kiếm pháp. Vì thế các cứ tuân thủ theo từng bước tiến lui như khi học phép đánh của Lâm Ngữ Đường. Điều đó không có gì sai, nhưng chỉ đúng khi đơn thủ giao đấu. Còn trong trường hợp phối hợp với một người khác thì bộ pháp phải thay đổi thì mới phù hợp. Văn Chí Hồng quên mất điểm then chốt này. Lẽ ra gã phải lùi lại đợi cho Trần Kim Yến sử hết chiêu của mình thì mới tiến liền theo sang phải để uy hiếp đối thủ. Nhưng Văn Chí Hồng vì quá nôn nóng, gã muốn kết thúc trận đấu cho mau lẹ, nên cùng lúc với Kim Yến đã vung đao chém vào chân Trương Hải Thanh. Sai lầm nhỏ nhoi này không qua nổi cặp mắt tinh đời của Trương Hải Thanh. Thật ra lão đã kiệt sức vì bị nội thương rồi. Lão phải đối phó với hai người không kịp rảnh tay nên trong bụng không khỏi lo lắng. Lão cảm mừng khi thấy Văn Chí Hồng tiến lên, và thế là Trương Hải Thanh đã xuất chiêu nhanh như chớp. Lại nói Văn Chí Hồng chợt nhớ tới bộ pháp kỳ dị của xứ Ba Tư, tứ trụ đi ngang, đảo nhập tam ngũ hành. Gã bỗng ngửa người ra phía sau như người say rượu, chân phải di chuyển sang trái, lưỡi gươm của Trương Hải Thanh lập tức đâm vào quãng không. Trương Hải Thanh giật bắn mình, môi toát ra đầm đìa, bởi vì lại đến lượt chính não đang lâm vào tử địa. Trong võ thuật cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại đi kèm. Đã gọi là tuyệt chiêu thì có nghĩa uy lực thật là ghê gớm, song nếu không hạ được đối phương thì chính mình rất dễ bị nguy hiểm, bởi phòng thủ thì lại rất sơ hở. Trương Hải Thanh đã bị đứng ngay ở trường hợp này. Đột nhiên thì Trương Hải Thanh đưa người ra, thượng bàn tay trống trải, Văn Chí Hồng không bỏ lỡ dịp. Nhưng bản tính Văn Chí Hồng vốn là người nhân hậu, gã nghĩ dù sao Trương Hải Thanh cũng đã từng có công nuôi dưỡng gã từ bé. Dù rằng việc đó chỉ là giả dối, nhưng nhờ thế gã cũng có một quãng đời thơ ấu được sung sướng no đủ. Chính vì vậy gã nảy lòng từ tâm không muốn sát hại Trương Hải Thanh. Gã hy vọng rằng nếu Trương Hải Thanh thật lòng hối lỗi thì gã sẽ tha mạng cho lão. Suy nghĩ như thế, Văn Chí Hồng đổi ý. Gã xoay sống đao lại đánh vào huyệt cự cốt ở nơi bả vai Trương Hải Thanh. Trúng đòn này Trương Hải Thanh đã xổm xuống ngay tức khắc. Sợ việc bỗng xoay chuyển một cách bất ngờ, Trương Hải Thanh đang chuẩn bị chờ chết thì lão bỗng thấy chiêu thức của Văn Chí Hồng bỗng nhiên chậm hẳn lại. Lão lại thấy Văn Chí Hồng xoay sống đao đánh vào vai của mình thì gã cả mừng. Lập tức Trương Hải Thanh bỏ gươm ra, lão sở chiêu phân thân thác cốt thổ, tay tả nắm vào sống đao, tay hữu chặt vào cổ tay của Văn Chí Hồng. Đây là một chiêu đoạt khí giới vô cùng lợi hại. Văn Chí Hồng đột nhiên thấy cánh tay tê dại hẳn đi, gã chưa kịp định thần thì vũ khí đã bị cướp mất, đồng thời thấy ánh đao sáng lòa chém vào cánh tay. Trần Kim Yến ở đằng sau vội lấy mũi kiếm đâm vào huyệt chí thất gần hông của lão để giải vây. Trương Hải Thanh đã dự kiến trước điều này, nó không chém vào tay Văn Chí Hồng nữa mà nghiêng người tránh khỏi, đồng thời chém ngược đao về phía sau. Trần Kim Yến vì mải cứu cho Văn Chí Hồng nên cô không tránh kịp, mũi đao đâm vào ngực tạo thành một lỗ sâu hóm, máu trào ra đầy cả ngực áo. Văn Chí Hồng nổi giận, gã quát to: "Trương Hải Thanh, ta có lòng tốt tha chết cho ngươi, ngươi lại phản tâm thủ độc. Văn Chí Hồng này quyết sống mãi với ngươi một phen." Trương Hải Thanh mặc dầu sức cùng lực kiệt nhưng nó vẫn thấy mừng thầm trong bụng. Trần Kim Yến mối hiểm họa cho nó đã bị loại khỏi vòng chiến, mình chỉ dáng một chút là giết được tiên tiểu tử này thôi. Trương Hải Thanh thu hết tàn lực làm bộ ung dung rồi nói: "Văn Chí Hồng, ngươi chết đến nơi rồi còn già mồm, hãy coi kiếm của lão phu đây." Trương Hải Thanh thay đổi kiếm pháp, lão chẳng còn sức lực để thi triển vô ảnh kiếm nữa. Lão chủ yếu cố gắng dưỡng sức rồi dành cơ hội ra đòn chớp nhoáng để hạ Văn Chí Hồng. Tuy lối đánh này rất chậm song lại nguy hiểm hơn, vì mỗi lần ra chiêu đòn đánh ra nhanh và mạnh không thể tả. Văn Chí Hồng hồi nãy thấy áp dụng Mê Tông Bộ Pháp có kết quả thì cả mừng. Gã cứ chiếu theo các bước đi rất phức tạp trong Mê Tông Bộ Pháp mà thi hành. Điều này khiến cục diện trận đấu trở nên lạ lùng. Trương Hải Thanh đột nhiên thấy Văn Chí Hồng đi đứng không ra một quy củ nào cả mà lão đâm không thể nào trúng được thì hoảng sợ vô cùng. Lão nghĩ bụng: không hiểu thằng lỏi này đi đứng kiểu gì mà mình đánh mãi không trúng. Lúc lão nghĩ rằng Văn Chí Hồng sẽ tiến lên thì thực tế gã lại lùi xuống. Lúc lão tưởng y sẽ lùi xuống thì chính lúc đó y lại tiến lên. Cứ thế y hệt như mèo vờn chuột, thật khó mà tin được đó lại là sự thật. Trương Hải Thanh mệt lả đi, lão cứ lùi dài rồi tìm cách thoát thân. Bởi lẽ nếu cứ kéo dài trận đấu theo kiểu này thì chỉ vài chiêu nữa thôi, lão sẽ bị thọ thương ngay lập tức. Trong hang động này có một cơ quan bí mật, nhưng ác một nỗi nơi phát động của hắn lại nằm ở sát tường, ngay chỗ Văn Chí Hồng đang đứng. Điều này khó mà thực hiện nổi, bởi vì chính Trương Hải Thanh còn đang phải chống đỡ một cách vất vả mới mong khỏi chết, nói chi đến chuyện tấn công buộc Văn Chí Hồng phải lùi ra chỗ khác. Trương Hải Thanh cuống cuồng, lão giờ đây chẳng còn phân biệt nổi những bước đi của Văn Chí Hồng nữa. Chỉ trong nháy mắt lão đã bị đâm trúng hai gươm, máu loang ra đầy người. Thật ra với một người bị nội thương trầm trọng như lão mà cầm cự được như thế thì đã là một kỳ tích rồi. Trương Hải Thanh đang biết cố chống cự nữa cũng bằng thừa. Lão quẳng gươm xuống đất rồi nói: Văn Chí Hồng, hôm nay ta bị thảm bại dưới tay ngươi là vì bị nội thương trầm trọng đó thôi. Nếu ngươi để cho ta đi khỏi đây, lần khác chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến để phân thắng bại. Đại huynh, Tiểu Thúy kêu lên: Đừng tha cho lão, lão là một kẻ vô cùng tàn ác. Đại huynh nên trừ sớm cho Võ Lâm đỡ một tai họa. Lúc đó Văn Chí Hồng chủ tâm cũng chưa muốn giết Trương Hải Thanh vội. Hơn nữa gã cũng còn đang lo lắng cho tính mạng của Kim Yến. Chính Kim Yến đã quên cả tính mạng để cứu gã thoát khỏi lưới đao tử thần. Văn Chí Hồng tiến lại về phía Tiểu Thúy, lấy gươm cắt đứt dây trói cho cô. Tiểu Thúy vừa đứng dậy thì bỗng ầm một tiếng, bức tường phía sau nơi Trương Hải Thanh đang đứng bỗng từ từ chuyển động rồi tách ra một khe hở, đổ một người đi lọt. Trương Hải Thanh lập tức lách mình chui vào phía sau bức tường, rồi tiếng ầm ĩ lại nổi lên, bức tường lại khép lại như cũ. Tiểu Thúy tức giận dậm chân kêu trời: Đại huynh, không ngờ chỗ này lại còn một cơ quan bí mật, lão trốn mất rồi. Thôi việc đã lỡ rồi, muội cũng đừng bực bội làm chi nữa. Trước sau gì một kẻ tàn ác như lão cũng bị trừng trị. Điều quan trọng bây giờ là phải xem xét thương thế cho Kim Yến đã. Hai người quay ra xem xét vết thương cho Kim Yến. Mũi đao của Trương Hải Thanh đâm vào ngực khá sâu, mặc dù không trúng phải huyệt đạo nhưng máu ra rất nhiều nên Kim Yến bị ngất xỉu. Tiểu Thúy vội điểm nhanh vào mấy huyệt đạo xung quanh để cầm máu cho cô nên máu đã bớt chảy rồi dần dần ngừng hẳn. Tiểu Thúy quan sát kỹ vết thương rồi nói với Văn Chí Hồng: Đại huynh, muội thấy vết thương này có nhiều điểm rất lạ, huynh có để ý gì không? Đúng vậy, Văn Chí Hồng đáp, hình như máu có vẻ hơi đen. Chắc chắn rồi còn gì phải nghi ngờ nữa, Tiểu Thúy quả quyết. Muội cho rằng đầu mối đao của lão có độc, nhưng trong lúc động thủ huynh có thấy lão có hành động gì khác lạ đâu. Hơn nữa thanh đao này đâu có phải của lão. Thế thì đúng rồi, Tiểu Thúy căm hận nói. Cặp mắt cô bỗng long lên dữ tợn. Thanh đao này huynh nói là lấy của Trương Tử Thành phải không? Hóa ra y là một tên vô cùng hiểm độc. Trương Tử Thành bị huynh khống chế, Điểm Nguyệt hiện đang nằm ngoài cửa động, lát nữa chúng ta sẽ hỏi tội hắn. Tiểu Thúy nói, nơi đây là hoang cổ của bọn Cửu Trùng Môn. Trương Hải Thanh đã chạy thoát, hẳn thế nào lão đại giáo chủ cũng sẽ tới bây giờ. Chúng ta nên mau mau rời khỏi đây, càng xa chỗ này càng tốt. Văn Chí Hồng khen phải, gã cúi xuống bế xốc Trần Kim Yến lên vai, rồi hai người thận trọng đi ra ngoài cửa hang. Văn Chí Hồng đưa Tiểu Thúy đến chỗ gã điểm huyệt Trương Tử Thành hồi nãy, song không thấy bóng dáng Trương Tử Thành đâu cả. Lạ thật, Văn Chí Hồng lẩm bẩm, mình đã điểm huyệt gã ít nhất sau 4 giờ huyệt đạo mới tự giải khai được. Trương Tử Thành quyết không thể nào tự mình hóa giải phép điểm huyệt của mình được. Tiểu Thúy vạch từng khóm cây để tìm Trương Tử Thành nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy. Cô nói với Văn Chí Hồng, đại huynh nhất định là gã đã chạy mất rồi, có thể là kẻ nào đó đã đến đây rồi cứu thoát gã. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây nếu không sẽ bị nguy hiểm đó. Khu vực này Tiểu Thúy đã đến nhiều lần nên cô khá rành về đường đi lối lại. Cô nói, bên trái là một con đường lớn, nếu đi thì sẽ rất bị bọn Cửu Trùng Môn bắt gặp. Tốt hơn là chúng ta đi về phía tay phải, đường tuy khó đi nhưng an toàn hơn. Hai người cứ theo lối mòn bên phải mà đi. Văn Chí Hồng vì phải vác Kim Yến trên vai nên phải khó khăn lắm gã mới theo kịp Tiểu Thúy đi dẫn đường ở phía trước. Đi được hơn 5 dặm vẫn chỉ thấy xung quanh là rừng cây chằng chịt. Tiểu Thúy dừng lại nói, nếu cứ tiếp tục đi nữa là sẽ đến địa phận Trấn Giang Ninh. Đấy là một thị trấn lớn, dân cư sầm uất, có đủ các tiệm thuốc cũng như danh y. Đến đó thì may ra có thể chữa chạy cho Kim Yến cô nương được. Thế thì tốt quá, Văn Chí Hồng vui mừng. Tốt thì có tốt nhưng đại huynh phải hết sức thận trọng mới được. Tuy Giang Ninh là nơi phồn hoa đô hội, song tay mắt của Cửu Trùng Môn có thể cũng rất nhiều ở đó, lại còn quân quan triều đình. Triều đình thì có liên quan gì đến chúng ta? Văn Chí Hồng hỏi. Đại huynh không biết đó thôi, Cửu Trùng Môn tuy là một bang hội độc ác nhưng lại có quan hệ mật thiết với triều đình. Triều đình thì cũng muốn lợi dụng bọn Cửu Trùng Môn để nắm được giới Võ Lâm trong tay, vì thế. Phải, huynh hiểu rồi, Văn Chí Hồng nói. Gã nghĩ bụng, Kim Yến bị thương rất trầm trọng, không biết tính mạng thế nào. Nếu để Tiểu Thúy đi theo không những cô sẽ vất vả lại còn nguy hiểm nữa, chỉ bằng ta bảo Tiểu Thúy cứ ở lại đây cho kín đáo. Ta sẽ chỉ cho Tiểu Thúy cách luyện Cửu Ma Thần Công cho đúng để cô chữa khỏi khuôn mặt đã. Sau đấy sẽ đến Giang Ninh tìm nhau sau. Văn Chí Hồng nói ý định của gã cho Tiểu Thúy nghe. Gã nhấn mạnh Thúy muội nên ở lại đây cho yên tĩnh thì tập mới có kết quả được. Hơn nữa bọn Cửu Trùng Môn cũng không thể nào mò ra được. Nhưng Tiểu Thúy ngập ngừng nói, muội mười mấy năm nay mới tìm được khuynh ruột của mình, muội không muốn. Thì chúng ta có phải chia tay vĩnh viễn đâu. Văn Chí Hồng mỉm cười. Chỉ có điều thương thế Kim Yến khá trầm trọng, việc điều trị ắt phải lâu dài. Hơn nữa nếu chúng ta ba người cùng vào thị trấn một lúc thì rất dễ bị thiên hạ chú ý. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 8 tiểu thuyết Cửu Quỷ Bát Mã Đao của tác giả Vương Triệu Anh. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.